mọi người, lại là Quyên đây. Thì hôm nay Quyên sẽ cập nhật cái giá mà ẹt 155 bên cửa hàng Quyên nha. Thì Quyên sẽ báo địa chỉ với các bạn là cửa hàng Quyên ở nằm ở Bến Cát Bình Dương á. Thì nó cũng cái vị trí nó cũng rất là dễ tìm, đó là gần cổng 1 Đại Nam ngay quốc lộ 13 luôn. Thì những anh chị và các bạn nào mình thích cái dòng ẹt 155 này á, mình có thể là liên hệ trực tiếp liền với Quyên qua số điện thoại, và số này là Quyên có sử dụng Zalo luôn á, là 0968 và 302553 nha. Thì những cái anh chị nào mà mình ở khu vực Bình Dương á, hoặc là những khu vực lân cận mình thích cái dòng ẹt này, có thể là liên hệ trực tiếp liền với Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha. Thì Quyên sẽ ưu tiên cho 10 khách hàng đầu tiên liên hệ với Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ giảm giá cho mình là từ 500 đến 1 triệu tùy khu vực gần xa nha. Đây là cái mẫu ẹt khá là chuộng đối với năm 2021 và 2022 nha. Đối với ba cái em màu xe này là màu đỏ đen này, màu xanh đen và màu xanh sữa đen, xanh sữa đó cũng gọi là xanh đen luôn. Thì bên cửa hàng đang có giá là 46 đến 47 nha, tùy theo loại là phiên bản chìa khóa hay là bản khóa thông minh. Thì những các anh chị và các bạn nào mình thích cái dòng này có thể liên hệ trực tiếp liền với Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ nha. Còn cái em thứ tư kia đó là em ẹt 155 phiên bản giới hạn, cái màu này là màu xám xám cam mâm đỏ nha. Thì đối với cái dòng xe này mình chỉ cần trả trước giúp Quyên là từ 4 triệu trở lên là mình đã lên hồ sơ rồi. Ở đối với cái em mà phiên bản giới hạn này, giá nó sẽ dao động là từ 50 đến lại 52 tùy loại nha. Thì Quyên báo giá cho tất cả các bạn là báo giá là bao gồm VAT, không có phát sinh một chi phí nào khi bạn đến cửa hàng nha. Còn thủ tục mà các bạn đăng ký ở đâu á, thì các bạn có thể là nhắn tin riêng cho Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ, hoặc là mình có thể là để lại số điện thoại, Quyên sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn thêm ha. Thì đối với cái em màu đỏ đen nè, là mẫu này cũng là chuộng nhất cho cửa hàng luôn. Thì ngoài ra là cái thủ tục á, xe bây giờ nó rất là đơn giản luôn. Hồi đó là mình cần chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu, còn bây giờ là các bạn chỉ cần mỗi cái chứng minh căn cước công dân hoặc là căn cước có chip á, bạn có thể đã mua xe được rồi nha. Thì những cái anh chị các bạn nào mình ở ngoài miền Trung hay là miền Tây gì đó, mình có thể là lên hồ sơ online cũng có thể là vẫn mua xe được bình thường. Mình lên online rồi duyệt hồ sơ, mình có thể là lên cửa hàng để mình nhận xe và ký hợp đồng. Bắt buộc mình phải lên cửa hàng để nhận xe và ký hợp đồng nha các bạn. Thì ngoài ra những cái giá xe đồ ổn định nè, thì bên cửa hàng sẽ có cái chương trình khuyến mãi á, là sẽ được giảm giá phụ kiện này. Phụ kiện thì bên cửa hàng Quyên là phụ kiện chính hãng, sẽ được hỗ trợ giảm giá cho tất cả các bạn là 50% tiền phụ kiện này. Rồi hỗ trợ cho khách nó hàng ở xa khi đến cửa hàng nữa. Rồi những cái anh chị các bạn nào mà mình có mua xe ở đây rồi, mình có thể là giới thiệu bạn bè lại đều lại cửa hàng của Quyên mua, thì bên Quyên sẽ hỗ trợ thêm cái tiền mà hoa hồng cho tất cả các bạn nha. Với lại là sẽ được hỗ trợ cái giống như là bình thường xe mọi tất cả các bạn mình mua xe là mình phải phủ thêm cái lớp nano đúng không? Thì đối với cái lớp đó các bạn mà mình đánh ở ngoài á là nó tới 400.000 lận, còn bên cửa hàng Quyên là mua xe ở đây rồi nè, hoặc là đến mua lần đầu sẽ được giảm giá 80%, là mình chỉ còn có 150.000 thôi, là cái phủ đó là để chống chạy xước, chống bay màu xe của mình luôn ha. Thì ngoài ra cái em màu đỏ đen thì bên cửa hàng sẽ có cái màu là xanh đen. Hai em này là em xanh đen nha. Thì ngoài ra cái hai cái em xanh đen này, các bạn chọn cái em xe này sau này mình muốn đổi màu thành cái màu xanh lục bảo này hoặc là xanh da trời nữa thì mình có thể là vẫn đổi màu được, tại vì bên cửa hàng Quyên là sẽ đổi màu trực tiếp cài vẹt xe của mình luôn. Với lại cái phần xe này á, là bên cửa hàng đã có lên mâm sẵn cho tất cả các bạn này nè. Đối với cái phần lên mâm này á, thì giá bên cửa hàng sẽ dao động là từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 là tùy thời điểm nha. Rồi mình có mua xe sẵn ở đây rồi, mua rồi, hoặc là như thế nào đó thì bên cửa hàng sẽ xem xét và sẽ hỗ trợ giảm giá thêm cho bạn từ 20 đến 30% gì nữa nha. Với lại bên cửa hàng á, mình mua rồi, mua cái mâm rồi á, là bên cửa hàng sẽ trả luôn cái mâm zin cho mình luôn. Nên là các bạn cứ yên tâm nha, mình vừa mua mình sẽ lấy luôn mâm độ và lấy luôn cái mâm zin về luôn. Bên cửa hàng sẽ không có giữ mâm gì các bạn đâu nha. Rồi em bên đây, em ở đây là cái em mà xám cam đen, xám cam mâm đỏ này. Thì đối với cái em xe này giá nó nhín hơn em mấy ba em kia là tầm khoảng là 3-4 triệu. Thì em xe này mình cố gắng sắp xếp trả trước giúp Quyên là từ 5 triệu trở lên, thì cho nó dễ lên hồ sơ xíu á. Với lại Quyên nhắc lại thủ tục luôn á, là mình chỉ cần mỗi cái chứng minh là mình đã lên được rồi. Hồi đó các bạn trả trước là 30-40% á, thì mình sẽ nhận luôn gói kèm mới nhận được về bắp.
Thì bây giờ bên cửa hàng chỉ cần mỗi chứng minh và trả trước là từ 20% trở lên là mình đã nhận luôn cây về gốc rồi. Mình có bảo hiểm y tế thì mình có thể là hỗ trợ luôn cây lãi suất ưu đãi là 1.39 nha tất cả các bạn. Thì những cái anh chị các bạn nào á mình có điều kiện hay hoặc là mình nhín hơn một xíu thì mình có thể là chọn những cái dòng xe ẹp này thì mình để mình có thể là làm một phương tiện hoặc là mình chạy nó thoải mái hơn ha. Thì ngoài ra cái em xe này á thì nữ vẫn chạy được nha tất cả các bạn. Nó cũng không có quá cao lắm đâu tại vì do bên cửa hàng á có dựng chống giữa thì nó sẽ hơi cao xíu thôi chứ đối với Quyên á thì 1m60 á là Quyên đã chạy được rồi nha. Đây, nó khá là gọn luôn. Thì những cái anh chị nào mà nam hay nữ gì á mình có thể là chọn cái dòng xe này mình vẫn chạy là ok nha. Rồi nếu mà các bạn mà bé bé hơn xíu mình chọn cái dòng mà nhỏ nhỏ như có thể là chọn này Rider này hoặc là Sachi thì vẫn được nha. Thì những cái em xe đó thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp liền cho Quyên, Quyên vẫn hỗ trợ được nha. Quyên nhắc lại là số điện thoại là 0968302553. Cửa hàng Quyên ở Bến Cát Bình Dương và gần khu du lịch Đại Nam nha. Cách đó tầm khoảng là 500m thôi. Thì Quyên đã cập nhật xong cái giá ad của tháng 3 rồi. Thì những cái anh chị và các bạn nào mình thích những cái dòng xe này có thể liên hệ trực tiếp liền với Quyên nha. Xin chào.